chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay kính thưa quý vị và các bạn thân mến đại hội 13 đâu là thách thức chờ đợi dàn lãnh đạo mới của đảng cộng sản việt nam đại hội toàn quốc của đảng cộng sản việt nam lần thứ 13 theo kế hoạch sẽ được nhóm họp vào trung tuần tháng riêng năm 2021 với nhiều trông đợi có thể diễn ra trong những thay đổi về nhân sự lãnh đạo và trên cơ sở đó là các chuyển động mới về lãnh đạo điều hành đất nước. Một số nhà quan sát thời sự và chính trị Việt Nam từ trong nước hôm 17 tháng 9 năm 2020 chia sẻ với phóng viên nhận định về bài bình luận của mình về đâu có thể là thách thức và đáng kể nhất đón chờ ra lãnh đạo cấp cao mới của đảng, nhà nước, chính phủ và quốc hội bất luận ai sẽ được bầu chọn. Theo tôi sẽ có hai thách thức yếu, một là về phát triển của đất nước và hai là vấn nạn đe dọa của ngoại xâm. Tôi thấy hiện chưa giải quyết được. Nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, cựu trung tá quân đội nhân dân Việt Nam nói với phóng viên. Hiện giờ thì tham ô tham nhũng của các cơ quan rất phổ biến và kinh tế lớn của nhà nước, khu vực nhà nước vẫn thất thoát rất nhiều. Mà dù thì người ta đã mang ra để trò vào lò, nhưng những người lên thay thế có cơ chế nào? không rơi vào, không đi theo con đường ấy và đó là một thách thức lớn liên quan đến phát triển của đất nước và quản lý. Còn về nguy cơ của ngoại xâm thì chưa thấy có ai nói một cách rõ ràng gì. Tình hình có một sự may mắn hiện nay là chính sách của ông tổng thống Donald Trump của nước Mỹ, quốc phòng an ninh đối ngoại ở biển Đông và khu vực Ấn Độ Dương ngoài biển khơi là khá mạnh mẽ, quyết đoán khiến cho Trung Quốc nước láng giềng luôn đe dọa uy hiếp Việt Nam, đe dọa chủ quyền và các quyền thuộc về biển đảo của Việt Nam phải dè chừng. Nếu không có một lực lượng Mỹ và chính sách của chính quyền của Đô La Trung như thế ở khu vực thì không rõ là Trung Quốc có thể đã và có thể làm những việc bạo tay gì với Việt Nam hay chưa mà không thấy lãnh đạo cao cấp của Việt Nam trong giàn tam tứ trụ phát biểu gì một cách rõ ràng cứ cho rằng đó là bí mật cần giữ về ngoại giao hay về quốc phòng quân sự đi nữa thì cảm nhận của mọi người người dân đều thấy rằng dường như là họ không làm gì không nói gì cả và trong khi thì giàn lãnh đạo của nhiều nước khác họ sẵn sàng lên tiếng thẳng thắn công khai và tỏ thái độ rất rõ ràng khi có ai đe dọa đất nước của họ phục hồi hậu virus vũ hán và tiếp tục chống tham nhũng như thế nào tại một cuộc thảo luận trực tuyến hôm thứ năm 17 tháng 9 của BBC News tiếng Việt, khách mời tham dự cũng nêu quan điểm và à, theo họ thì đâu là thách thức chính của dàn lãnh đạo cao cấp mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nghĩ thách thức lớn nhất sẽ là phải vực dậy nền kinh tế của Việt Nam sau đại dịch virus Vũ Hán bởi vì chúng ta đều biết sau đại dịch này thì suy thoái là vô cùng to lớn, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam không trực tiếp tham gia vào kinh tế, cho nên nhiệm vụ của Đảng phải chọn ra được một bộ máy về chính quyền làm sao để cho nền kinh tế vượt qua được khó khăn? Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên cao cấp và là nhà nghiên cứu bậc đại học từ Hà Nội nói: Đối với người dân thì miếng ăn lớn hơn trời, nếu như kinh tế mà ổn thì mọi chuyện đều sẽ ổn, nhưng nếu như kinh tế mà không ổn, bất ổn thì chính trị sẽ tan rã rất là nhanh. Bên cạnh thách thức đó mà không biết là cái nào hơn cái nào là tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng như thế nào bởi vì chính quyền của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa lên một cuộc chiến chống tham nhũng mà ít nhiều có vẻ cho thấy là thực tế muốn làm. Sắp tới thì nếu như không còn sự lãnh đạo của Nguyễn Phú Trọng thì tiếp tục thực thi cuộc chiến đó như thế nào? Bởi vì dù thế nào đi nữa thì một số hành động gọi là thực sự trừng trị một số quan tham đã thuyết phục được một số người dân. Có thể thấy rằng trong khoảng thời gian suốt từ năm 1975 giờ đã 45 năm và người dân cảm thấy rất nản lòng là chưa có một vụ án tham nhũng nào được thực tế được xét xử cho đến thời mấy năm vừa rồi thì đó cũng là một điều gì đó làm cho người dân cảm thấy mát lòng mát dạ hơn và nó cũng làm cho các quan chức ít nhiều cũng phải sợ hãi hơn. Mà giờ chúng ta cũng biết cái đó là tắm từ vai tắm xuống hoặc là chỉ là lựa chọn một số người, nhưng dù thế nào đi nữa thì người ta cũng phải lo rằng dù chỉ là một lựa chọn đi nữa thì lần tới có là mình hay không và do đó nó cũng là một hồi chuông đánh động. Tôi cũng biết một số người trong chính quyền họ cũng nói rằng hiện tại thực sự là ban kiểm tra trung ương Đảng đã hành động quyết liệt hơn trước rất là nhiều và có những hành vi chấn chỉnh lại việc bầu cử hay đề cử. Người để nó thực lực hơn chứ không phải chỉ là chuyện gọi điện cho nhau là có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên tôi nghĩ đó là hai nhiệm vụ rất lớn cho đại hội 13 lần tới. Không thể chống tham nhũng theo cách cũ hiện nay. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Công A, nguyên viện trưởng viện phản biện chính sách độc lập IDS đã tự giải thể về phần mình nói với hội luận tôi nghĩ một thách thức quan trọng nhất của đảng cộng sản việt nam là đảng này phải thấy mình phục tùng nhân dân chứ không phải là ngồi trên đầu nhân dân điều đó điều ấy tôi nghĩ là thách thức lớn nhất hiện nay bởi vì như vậy thì đảng cộng sản việt nam với những hành động của mình vừa rồi đã làm cho người dân mất sự tin tưởng tôi nói thí dụ như là vấn đề đất đai vấn đề thủ thiêm vấn đề đồng tâm và những vấn đề tham nhũng về vấn đề tham nhũng thì tôi nghĩ không thể chống tham nhũng bằng kiểu như thế này hiện nay Và muốn chống tham nhũng chưa cần nói đến dân chủ Nhưng chỉ ít thì phải có tư pháp độc lập Tư pháp hiện nay thì giam dấp nghe theo đảng Điều kiện thứ hai phải có ý Có ít nhất là báo chí tự do một chút Và tất cả báo chí hiện nay đều giam dấp nghe theo lời của đảng Do đó thì cơ chế này có diệt 100 năm hay 1.000 kẻ tham nhũng thì nó sẽ vẫn sinh ra 2.000, 3.000 kẻ tham nhũng khác. Cho nên tôi nghĩ là bảo rằng thành tích đốt lò chống tham nhũng này có thể làm cho một số người nghĩ rằng như thế là rất tốt. Tôi nghĩ rằng nó không giải quyết được vấn đề tham nhũng. Bởi vì bản thân cơ chế của Đảng Cộng sản Việt Nam là đẻ ra tham nhũng. Còn phát triển chắc chắn là một mạch thách thức lớn và liên quan đến phát triển kinh tế. Tôi nghĩ ông Nguyễn Xuân Phúc đương kim Thủ tướng Chính phủ làm được và thực sự nếu như ông Phúc lên làm Tổng Bí Thư thì có lẽ là hay hơn cho đất nước hiện nay. Nhưng tôi e rằng họ sẽ tìm rất nhiều cách để đối phó cả khịa lẫn nhau về chuyện này chuyện kia để tranh giành quyền lực. Phải nghĩ đến niềm tin có dám đổi mới và tư duy, tư tưởng. Bình luận về ý kiến của hai khách mời nêu trên thì ngay sau cuộc hội luận hôm 17 tháng 9 từ Hà Nội, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động xã hội dân sự nói với BBC. Tôi có nghe những ý kiến bình luận của Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Ánh cũng như của Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A. Tôi thấy đó là những ý kiến khá hay và tôi cũng có sự chia sẻ đồng tình. Tôi chỉ muốn bình luận thêm là thách thức của Đảng Cộng sản Việt Nam dù ai sẽ ở trong dàn lãnh đạo mới cao cấp được xác định qua đại hội 13 sẽ là đọc được và đáp ứng được đúng sự đòi hỏi của nhân dân. Những gì mà Đảng và chính quyền đang làm để chống tham nhũng chẳng hạn, cách làm ra sao, với ai, cụ thể thế nào, mục đích là gì, động cơ làm sao. Tôi nghĩ nhân dân người ta thấy rõ về mặt bản chất, không phải là người ta không biết gì đâu. Điều quan trọng là vấn đề niềm tin. Làm gì thì làm nhưng khi mà quần chúng nhân dân đã mất niềm tin thì những thách thức của đảng như các vị khách và các ý kiến đã nói vốn đã lớn thì sẽ lại trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Bản thân tôi nghĩ việc từ trước đến nay mà các nhà cầm quyền đã độc tôn vị trí lãnh đạo của đất nước của mình thì chắc chắn cũng sẽ đến hồi phải tính lại và thay đổi nếu không muốn cái kết không như ý. Bởi theo quy luật của sự tiến bộ thời này thì văn minh nhân loại của dân chủ Không ai không đảng phái hay một thế lực Quyền lực nào nhất là nếu chưa thông qua các quá trình bầu cử Lập hiến dân chủ, dân quyền, nhân quyền và pháp quyền thực sự Có thể ngồi mãi trong một vị trí quyền lực lãnh đạo tối cao Và cầm quyền như thế hay là muốn kéo dài vĩnh viễn như vậy được Tóm lại, theo tôi là thách thức về đổi mới tư duy và có dám thực thi tư tưởng tư duy đổi mới về quyền lực lãnh đạo cầm quyền theo xu hướng mà tiêu chuẩn của văn minh nhân loại hiện nay mà cũng được nhân dân, quần chúng nhiều người kỳ vọng như vậy hay không? Thưa quý vị và các bạn, kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển hội nhập với quốc tế thì nhu cầu định cư của người Việt đầu tư bắt đầu nổi lên. Trong một thời gian dài, định cư Hoa Kỳ là một mục tiêu của nhiều người nhưng sau khi chính sách y b5 ở Mỹ đã thắt chặt thì châu Âu đang trở thành miền đất hứa mới mẻ. Người ta có thể chọn mua thị thực hay hộ chiếu của các nước châu Âu thông qua diện đầu tư hay nhiều kênh khác. Sở hữu hộ chiếu thứ hai đã lèn lỏi vào trong suy nghĩ của một số chính trị gia ở Việt Nam. Mấy năm trước, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty TNG Holdings Việt Nam đã trúng cử đại biểu quốc hội khóa 14 đã từng mua quốc tịch Cộng hòa Manta thông qua hình thức đầu tư kinh doanh. Sau đó thì bà bị bãi nhiệm vì vi phạm luật quốc tịch Việt Nam. Tháng 8 năm 2020 có tin đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc thừa nhận việc ông có quốc tịch Ship từ năm 2018. Câu hỏi dư luận đặt ra là tiền ở đâu ra và làm thế nào mà các ông quốc có thể được tấm hộ chiếu với trị giá 2,5 triệu đô la Mỹ? Tôi xin kể lại câu chuyện về nhu cầu định cư diện đầu tư và mua hộ chiếu thứ hai của giới nhà giàu Việt Nam tăng lên qua kinh nghiệm tại Anh trợ giúp người quan tâm. Sau nhiều năm mong chờ thì gia đình anh Đức 38 tuổi cư ngụ tại quận Cầu Giấy Hà Nội, một doanh nhân thành đạt đã được tấm hộ chiếu để nhập cư vào Anh theo diện doanh nhân đầu tư. Cuộc sống mới ở thủ đô London hứa hẹn sẽ mang lại cho gia đình anh rất nhiều cơ hội mới. Anh và vợ đặt kế hoạch cho tương lai kinh doanh cũng như tận hưởng chất lượng cuộc sống ở xứ sở sương mù và đặt lên kế hoạch cho tương lai của hai đứa con gái mình tiếp cận nền giáo dục tiên tiến nhất và gia đình được hưởng chính sách chăm sóc sức khỏe y tế miễn phí. Thời tiết mát mẻ và cái nắng êm dịu vào mùa hè năm 2019 ở thủ đô London đã làm anh à, vui và hứng khởi. Sau khi tôi tư vấn giúp gia đình anh hoàn tất thủ tục giấy tờ có visa theo diện doanh nhân đầu tư, tôi hẹn anh gặp vào một buổi chiều tươi đẹp để uống cà phê Starbucks trên con phố mua sắm sầm uất nhộn nhịp ở Sloane Square ở quận Kensington và ở Chelsea. Từ nay con gái của tôi có được môi trường sống tốt và tôi đã có kế hoạch cho tương lai của mình ở đây, anh Đức bày tỏ. Theo tôi biết thì gia đình Đức là một trong rất đông gia đình Việt di cư mỗi năm. Chúng ta thường nghe nói về giấc mơ của Mỹ, à, thuật ngữ nói về người di cư vượt qua rào cản của xã hội Mỹ và đạt được cơ hội thịnh vượng, bình đẳng và thành công và giúp cho kinh tế, gia đình và con cái họ đi lên. Đó là một trong những ước mơ của người Việt vào thập kỷ 1980 khi mà làn sóng của người Việt à, vượt biên bắt đầu để tìm đến vùng đất mới an lành. Giấc mơ Mỹ tập hợp các quyền tự do và bình đẳng có cơ hội thịnh vượng và thành công cũng như sự thăng tiến và vươn lên trong xã hội Mỹ. Tính đến năm 2017, người gốc Việt ở Hoa Kỳ là 1,3 triệu chiếm 3% dân số và lớn thứ 6 đại diện cho nhóm sinh ra ở nước Mỹ, nước ngoài tại Mỹ. Và trong thập niên 1990, Việt Nam đã bắt đầu mở cửa hòa nhập với nền kinh tế thế giới. Người Việt đã tìm nhiều cách để định cư ở nước ngoài. Phổ biến nhất là phong trào đi xuất khẩu lao động qua các nước phát triển ở khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Trước đó đã có làn sóng xuất khẩu lao động sang Liên Xô và Đông Âu. Và mục tiêu ra đi vẫn luôn là có một cơ hội có nghề nghiệp với mức lương tốt hơn và tương lai rộng mở hơn. Nhưng người Việt không chỉ đi xuất khẩu lao động phổ thông như trước, tìm cách ở lại qua các cách khác nhau mà đi định cư theo diện đầu tư và ở các nước phát triển. Theo báo cáo của Tổ chức Di dân Quốc tế thì hàng năm có 100.000 người Việt di cư và các nhà giàu người Việt Nam chọn các nước truyền thống có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Canada, Úc, châu Âu là địa điểm hàng đầu để định cư. Những năm gần đây, Anh Quốc, Ireland, Manta, Tây Ban Nha, Sip và Hy Lạp đã trở thành những điểm đến ưa thích của người giàu Việt Nam Nhờ quy chế cho phép nhà đầu tư và doanh nhân để cần bỏ tiền ra mua bất động sản hay đầu tư vào các cổ phiếu hay mua lại doanh nghiệp có sẵn là họ có thể có trong tay một tấm hộ chiếu có giá trị và quyền lực. Riêng với nhóm có khi điều kiện kinh tế cho phép, nhiều gia đình Việt Nam ban đầu cho con đi du học ở nước ngoài rồi sau đó mở đường cho cha mẹ theo chân sang định cư. Số lượng người Việt đi du học ở các nước phương Tây tăng nhiều. Hiện tượng du học đã nổi lên rầm rộ hơn 15 năm nay và nhiều du học sinh đi học và tìm cách ở lại. Lượng người Việt ở nước ngoài tăng lên dần theo diện đoàn tụ gia đình vì các du học sinh ở lại. Vào thời điểm này thì khi kinh tế Việt Nam đã hội nhập mạnh với nền kinh tế của thế giới, dòng vốn đầu tư nước ngoài về Việt Nam rất nhiều thì giới nhà giàu Việt Nam tăng lên đáng kể. Từ đó chúng ta thấy có một dòng chảy khác là dòng người ra đi. Báo cáo của Wixx tài friend đều nhận rằng số lượng người siêu giàu ở Việt Nam tăng trưởng rất nhanh. Theo Wixx thì người siêu giàu là các cá nhân có tài sản trên 30 triệu đô la Mỹ và Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2012-2017. Những nhà giàu có đã tìm cách mua nhà định cư ở nước ngoài. Theo số liệu tôi tìm hiểu thì nhóm người này đã chi ra khoảng 11 đến 13 tỷ đô la mỗi năm thông qua các dự án đầu tư nhà hay đất hay các dự án nhằm hợp thức hóa thị thực định cư hay quyền thường chủ nhân. Trong vài năm trở lại đây thì ngày càng có nhiều nhà đầu tư Việt quan tâm tới châu Âu khá nhiều. Cụ thể tôi biết các trường hợp mong chờ cơ hội sở hữu thẻ định cư dài hạn và hộ chiếu Anh, Ireland giao dịch của khách hàng người Việt đến Anh Quốc tăng dần thông qua chương trình định cư vì thông điệp của Vương quốc Anh là rất rõ ràng họ chỉ chào đón các nhà đầu tư có điều kiện và nhà giàu nếu bạn hơn 18 tuổi không có tiền án tiền sự và đem 2 triệu bảng Anh tương đương với 60 tỷ Việt Nam đồng vào đầu tư ở Anh Quốc và số tiền đó phải chi vào kinh doanh thì bạn sẽ dễ dàng được cấp thị thực doanh nhân định cư 3 năm và 4 tháng cho lần cấp đầu tiên và sau đó bạn sẽ được quyền gia hạn visa thêm 2 năm ở lại Anh và sau 5 năm bạn có quyền xin thẻ định cư Trong chương trình này thì bạn có thể bảo lãnh gia đình và người thân của mình đoàn tụ Bộ nội vụ Anh sẽ cấp cho bạn thị thực định cư vĩnh viễn nhanh hơn nếu như trong trường hợp trong vòng 3 năm đầu tiên bạn có hơn 5 triệu bảng Anh và chỉ 2 năm nếu như bạn có hơn 10 triệu để đầu tư sau khi có thẻ định cư vĩnh viễn hơn một năm bạn có quyền xin nhập tịch và nhận hộ chiếu Anh Quốc Ví dụ như du khách là Cộng hòa Ireland Nước không bắt buộc người nước ngoài phải lưu trú một số ngày nhất định trong năm mới được cấp thẻ định cư Nếu như bạn mua một căn nhà ở Ireland từ 2 triệu euro thì bạn đã có cơ hội định cư ở đất nước này Bên cạnh đó thì xu hướng đầu tư di cư hay đầu tư để nhập tịch và di cư vốn cũng ngày một rõ nét hơn ở đất nước nói tiếng Anh này. Và nếu như các nhà giàu đầu tư ít nhất 1 triệu euro vào một doanh nghiệp Ireland đủ điều kiện cho ít nhất 3 năm là bạn có cơ hội định cư vĩnh viễn và sau đó là có quốc tịch Ireland. Sau 8 năm làm công việc tư vấn ở London, tôi gặp gỡ nhiều nhà đầu tư giàu có và thành đạt từ Việt Nam phải nhận thấy là đại đa số họ luôn chăn trở là làm thế nào để cho con cái họ được hưởng một nền giáo dục tiên tiến, gia đình được hưởng chính sách y tế tốt nhất và miễn phí. Họ cũng than làm sao để được sống trong một xã hội văn minh và gia đình được hưởng chế độ phúc lợi an sinh xã hội tốt, nắm trong tay những hộ chiếu hùng mạnh nhằm tạo ra lợi thế cho thế hệ sau này trong xu hướng hội nhập quốc tế. Một thực tế hiện nay là hộ chiếu của việt nam còn rất nhiều hạn chế để tự do đi lại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác giáo dục chất lượng cuộc sống ở việt nam vẫn còn rất thấp hơn so với các nước trong khu vực môi trường ô nhiễm kéo dài khiến sức khỏe của con người cũng ngày càng giảm tôi hiểu rằng chừng nào những giá trị căn bản đó chưa được cải thiện thì giới nhà giàu việt nam vẫn còn đi tìm những nơi đất lành chìm động xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi